Hôm nay ngày mùng 1 tháng 12 năm 2022. Chúng tôi đang ngồi uống cà phê tại quán Milano đối diện ngõ 12 Hàm Nghi. Đây có lẽ là cái lạnh đầu mùa mà chúng tôi cảm nhận. Và anh em chúng tôi ngồi đây để thưởng trà, chào đón cái lạnh đầu mùa của năm 2022. Mười sáu độ đã như này rồi.